Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Phú Đức Trong video này, Đức sẽ giới thiệu với các bạn một plugin có tính năng tương tự như tính năng AI của Photoshop Như các bạn đã biết thì hiện tại thì Adobe rất là khắc khe trong vấn đề bản quyền và hiện tại thì rất là nhiều bạn không sử dụng được cái tính năng AI trong Photoshop Và nếu mà các bạn muốn được sử dụng cái tính năng AI này Bắt buộc các bạn phải bỏ chi phí ra để các bạn mua bản quyền Adobe Đồng thời thì theo chính sách của nó thì đến tháng 11 này á cái tính năng AI á, có nghĩa là cái tính năng Channel Active View á, thì nó sẽ giới hạn cái số lần các bạn sử dụng Không phải là các bạn muốn sử dụng bao nhiêu lần là các bạn sử dụng ha ở đây nó sẽ quy định cái số lần các bạn sử dụng đối với cái tài khoản đó Lấy ví dụ như là bạn mua bản quyền 1 năm, 2 năm, 3 năm Thì cái số lượt các bạn sử dụng nó sẽ càng cao nếu mà các bạn gia hạn càng lâu ha Bây giờ thì giải pháp hiện tại để chữa cháy nha Thì Đức giới thiệu với các bạn một cái lucky này Thì lucky này nó hoàn toàn miễn phí Thật sự ra thì các bạn muốn nâng cấp lên bản tính phí cũng không được nữa Tại vì nó đang trong thời gian thử nghiệm Có nghĩa là đây là một cái bản beta Thì cái kia này nó có những cái tính năng tương tự Như cái tính năng AI của Photoshop Như là tính năng Fill nè Fill SP bạn Hoặc là những cái tính năng thêm cái đối tượng vào hình ảnh ha và ngay cả cái tính năng là test to image có nghĩa là các bạn sẽ tạo một cái hình ảnh theo cái trí tưởng tượng của bạn bằng cách là các bạn gõ nội dung và các bạn yêu cầu nó thực hiện nó giống như là Adobe Express hoặc là Canva các bạn cái Adobe Express hiện tại thì bây giờ nó cũng không còn cái bản beta nữa có nghĩa là các bạn không có sử dụng phi cái tính năng test to image được bắt buộc các bạn phải mua bản quyền và đồng thời cái tính năng test to image trên Canva thì các bạn cũng phải tham gia vào một cái team role hoặc là các bạn bỏ tiền ra để bạn nâng cấp lên Pro ha thì cái lắc kia đó mà Đức muốn giới thiệu với các bạn đó là Apache cái lắc kia này nó được đặt theo tên của chú lật đà Apache bạn đây và cái biểu tượng của nó vẫn là chú lật đà này luôn ha và Đức cũng sẽ để cái đường link download cái lắc kia này cho các bạn ha thì các bạn có thể download về và sử dụng và đòi hỏi để sử dụng được lucky này các bạn cần phải tạo một cái tài khoản Abaker ha và hoàn toàn cái tài khoản này vẫn là tài khoản phi nha tại vì bây giờ hiện tại nó đang không có thương mại nó vẫn đang chạy thử nghiệm nên về cái tính ổn định của nó về cái tính chính xác của nó thì đương nhiên nó sẽ không bằng cái tính năng photoshop ai được rồi ha đây khi mà các bạn di chuyển vào cái camera đây nè các bạn thấy nè do available credit các bạn thấy bây giờ các bạn muốn trả phí cũng không được nữa tại vì nó đang là một cái bản thử nghiệm nó chưa có thương mại ha nên nó không có cái tính năng là trả phí ở đây thì đức nghĩ là sau này nếu mà lên một cái bản chính thức và cái tính năng nó ổn định cũng như là độ chính xác nó cao thì nó sẽ có cái tính năng trả phí ở đây ha nhưng mà hiện tại thì nó vẫn đang là một cái bản thử nghiệm thì đây là cái quy luật tất yếu của tất cả các phần mềm thôi ha thì ngày trước thì Adobe Acrobat nè Photoshop Beta thì nó vẫn cho các bạn sử dụng cái tính năng AI nhưng mà bây giờ bắt buộc các bạn phải có cái tài khoản bản quyền ha, các bạn phải mua bản quyền của Adobe thì các bạn mới sử dụng được cái tính năng AI của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái tính năng của cái Luckykin này ha. Rồi thì cái tính năng đầu tiên á Đức muốn giới thiệu với các bạn đó là cái tính năng fill. Nó giống như là cái tính năng đây Expand trong Photoshop AI ha. Rồi bây giờ Đức muốn mở rộng cái hình ảnh này ra và Đức fill vào cái vùng trống của nó. Thì ở đây Đức có thể dùng cái công cụ Crop Tool này ha và khi sử dụng cái công cụ crop tool cho cái lát kia này á thì các bạn nên tích vào cái tính năng là delete crop pixel ha khi mà các bạn tích vào cái tính năng này cái vùng mở rộng ra nó sẽ là một cái vùng trống không có điểm ảnh bình thường thì nó sẽ phi cái màu rau hoặc cái màu background hoặc là một cái màu gray lên cái hình ảnh của bạn còn khi mà các bạn tích vào cái tính năng này thì cái vùng mà các bạn mở rộng nè nó sẽ là một cái vùng không có điểm ảnh ha và cái hạn chế lớn nhất của cái login này á, là nó chỉ hoạt động trong cái vùng chọn đó là 2048 Có nghĩa là khi mà các bạn tạo một cái vùng chọn như thế này Thì á nó chỉ hoạt động trong cái vùng 2048 thôi ha Có nghĩa là cái chiều ngang này và cái chiều cao của nó là giới hạn kích thước là 2048 ha Nên đây là một cái điểm rất hạn chế của cái login này Nếu mà cái ảnh bạn lớn hơn cái kích thước này thì các bạn phải fill nhiều lần Có nghĩa là sao? Lấy ví dụ như cái ảnh này á thì cái quýt của nó là 1065 và cái hai của nó là 640 thì quá dễ rồi nó nằm trong khoảng cho phép còn ở đây nếu mà cái hình ảnh của bạn lớn hơn cái phạm vi này thì bắt buộc khi mà các bạn tạo cái vùng chọn như thế này để cho nó fill á thì các bạn phải tạo trong cái kích thước đó thôi mình lấy ví dụ như cái ảnh này nó lớn hơn thì bắt buộc các bạn phải fill hai lần như thế này các bạn chọn một lần như thế này ha rồi bạn fill cho nó rồi tiếp tục bạn chọn một lần nữa bạn fill hoặc là ở đây các bạn phải chịu là bạn bóp cái ảnh các bạn xuống cái kích thước tiêu chuẩn đó là 2048 ha do cái ảnh này ở đức download trên Facebook nên cái kích thước nó khá là thấp thì cái ảnh này là của anh Nguyễn Hải Dương nè ha nhắc tới Nguyễn Hải Dương cho các bạn nhớ cái vụ án chấn động <laughs> không phải nha rồi trả lời ha thì cái kích thước tiêu chuẩn của nó nó giới hạn trong là 2048 đối với chiều cao và chiều ngang thì cái vùng chọn mà các bạn tạo ra cho nó phiêu thì nó phải nằm trong cái giới hạn này ha Do cái hình ở đây khá là nhỏ nên Đức không có quan tâm tới cái kích thước ha Rồi bây giờ mình sẽ mở cái plugin ra Khi mà lần đầu các bạn mở cái plugin này lên á Thì các bạn phải đăng nhập vào cái tài khoản các bạn tạo ha Thì nó mới cho phép các bạn sử dụng các cái tính năng trong plugin này Thì ở đây nó có 6 cái tính năng cơ bản Nhưng mà bây giờ Đức đang nói về cái tính năng fill nè Còn những cái tính năng này Đức sẽ giới thiệu sau cho các bạn ha rồi khi mà các bạn chọn vào cái tính năng fill thì ở đây các bạn có thể gõ những cái yêu cầu của các bạn ha Nó giống như là cái tính năng Generate Active Fill vậy các bạn Nhưng mà hiện tại Đức đang còn mở rộng ra thôi Đức cho nó fill một cách ngẫu nhiên theo cái tính toán của nó nên Đức không thêm cái yêu cầu gì ở đây hết ha Rồi cái phần fill setting nè Thì ở đây á Các bạn sổ ra Thì hiện tại cái mặc định nó đang để là Entire Selection ha Thì ở đây các bạn sẽ chuyển về là Transparency có nghĩa là cái tính năng này nó chỉ fill vào những cái vùng không có điểm ảnh. Còn cái tính năng đầu tiên này nè là, là nó sẽ fill hết cái hình của bạn luôn ha. Thì đó là lý do tại sao ban đầu khi mà mở rộng hình ảnh ra, Đức khuyên các bạn tích vào cái tính năng là Delete Grass Pixel ha. Rồi tạm thời Đức thu nhỏ cái bảng layer bên đây cho các bạn dễ quan sát ha. Rồi sau khi mà các bạn đã setting xong rồi thì các bạn có thể là chọn cái công cụ hình chữ nhật ha hoặc là các bạn có thể tổ hợp phím ctrl a nè để cho nó lót hết cái vùng chọn cái hình ảnh ha ở đây các bạn không cần phải quan tâm là các bạn phải tạo vùng chọn vào hai cái khoảng trống mà các bạn fill đâu tại vì mặc định nó sẽ fill vào những cái vùng nào không có điểm ảnh thôi cái vùng nào mà đang có điểm ảnh thì nó sẽ không fill ha rồi bây giờ các bạn sẽ chọn vào cái tính năng đó là generate thì lúc này nó đang tính toán và nó sẽ đưa ra những cái option cho các bạn giống như là bên photoshop ai thì theo như mình thấy là cái tốc độ xử lý nó khá là chậm so với phiên bản Photoshop ha Đây thì mỗi lần mà nó sẽ fill như thế thì nó sẽ đưa ra bốn cái sự lựa chọn cho các bạn ha Mặc định nó sẽ là bốn nha nhưng mà các bạn có thể thay đổi cái giá trị bốn này ha Đây các bạn có thể lít đây bạn xem ha Thì nếu mà các bạn ưng với cái sự lựa chọn nào Thì các bạn có thể lít vào đây để nó add vào hoặc là ở đây các bạn có thể chọn add on ha có nghĩa là các bạn sẽ add bốn cái sự lựa chọn này vào luôn bốn cái option này vào trong cái hình ảnh của các bạn đức mở là cái bảng layer cho các bạn dễ quan sát rồi đức chọn add on ha rồi thì đây là bốn cái option nó đưa ra cho các bạn ha rồi cái option đầu tiên các bạn thấy nó không ổn ha nó có cái khoảng cách giữa hai cái vùng fill gồ quá lớn ở đây mình không sử dụng cái option này ha mình tắt nó đi nè rồi mình tiếp tục mình mở cái option thứ hai nè cái vùng bên trái thì khá là ok nhưng mà cái vùng bên phải nè Nó có cái sự tách biệt khá là lớn Mình không chọn luôn ha Cái này thì khá là ổn nhưng mà Nó vẫn có một cái sự tách biệt khá là lớn Nếu mà các bạn chọn cái option thứ ba này các bạn cần phải cân chỉnh là một tí xíu ha Tại vì cái vùng ảnh nó phiêu vào á Theo như mình thấy cái hạn chế của cái lucky này là Nó không có một cái độ chuyển Nó khá là gắt giữa hai cái lớp layer ha đối với cái tính năng AI trong Photoshop ấy, cái tính năng Channel Active Fill á, thì khi mà nó tạo ra cái option á, nó sẽ sử dụng một cái layer mask để nó chuyển cái vùng chuyển tiếp giữa cái vùng fill và cái ảnh gốc của bạn ha. Nhưng mà ở đây thì không có. thì đây là một cái hạn chế khá là lớn ha. theo như Đức thấy á, thì cái lựa chọn thứ ba này á là khá ok. Nếu mà các bạn cần chỉnh lại cái phần ánh sáng một tí xíu ha, rồi tạm thời Đức giữ cái option này đi ha, Đức tắt nó đi. Rồi bây giờ Đức sẽ fill là một cái tùy chỉnh khác ha. Thì một cái điểm cộng của lớp kia này khi mà bạn fill vào thì những cái sự lựa chọn của bạn nó đều được lưu trữ lại tại đây ha. Giờ mình sẽ trở lại cái phần tool nè. Rồi như Đức đã nói á, thì chúng ta có thể tùy chỉnh cái số lượng option mà nó đưa ra Thì đây nè các bạn cái phần setting này ha Thì mặc định nó sẽ là 4 thì các bạn có thể tăng lên là 5 ha Rồi mình có thể chọn lại cái vùng chọn đó ha Tạo cái vùng chọn cho toàn bộ cảnh của bạn ha Rồi chọn là generate rồi cần trên d để mình bỏ vùng chọn ha rồi thì ở đây nó sẽ đưa ra năm cái option cho các bạn ha đức add hết vào mình chọn add on ha đức sẽ mở lại cái bảng layer nè tạm thời đức tắt cái thanh task ba của cái photoshop đi ha để cho các bạn dễ quan sát rồi bây giờ mình sẽ xem lần lượt cái option nó tạo ra ha cái đầu tiên vẫn còn cái sự chênh lệch giữa hai cái mối nối nếu mà các bạn muốn sử dụng cái này thì các bạn cần phải cân chỉnh lại cái điểm này nếu mà không để ý kỹ thì cũng khá là ổn ha theo như cảm nhận của đức thì đức cảm thấy cớp xanh này tạm chấp nhận được tại vì đây là một cái bản thử nghiệm mà đương nhiên nó sẽ còn nhiều cái khuyết điểm rồi ha thì với cái hình ảnh này các bạn có thể khắc phục được bằng cách là sử dụng một clip lơ cũng được ha đức gộp tất cả hình ảnh là thành một nè mình đưa nó ra một cái lơ mới luôn duplicate nó ra một cái lơ mới luôn Ctrl trên nhân bản nó lên ha rồi ở đây chọn convert to match object ha vào menu filter chọn Neuro Filter. Ở đây Đức bật cái tính năng Deep Ler lên nè. Rồi ở đây các bạn có thể cân chỉnh lại cái thông số ha. Bạn nào mà chưa biết cách sử dụng cái Deep Ler này thì các bạn có thể xem lại cái video trước của mình ha. Các bạn có thể so sánh lại trước và sau. Nó đỡ hơn ha, nó thật hơn rồi. Click OK nè. Thì ở đây các bạn có thể lên màu hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái tính năng đó là Color Lip Cup nè. Tại vì PC của Đức mới cà lại các bạn nên những cái lút màu này nó chỉ là những cái mặc định trong Photoshop thôi Bình thường trên laptop của Đức thì lút màu rất là nhiều nhưng mà hiện tại thì nó đang NT hết rồi Cái này là những cái default của Photoshop thôi nên nó không gọi là được đẹp lắm Ở đây Đức có rất là nhiều những cái lút màu rất là đẹp để hôm nào rảnh Đức tổng hợp là Đức xe cho các bạn ha Tạm thời lấy cái lút màu đi ha rồi điển hình là như vậy ha Tạm chấp nhận đi ha <laughs> Thì đây là một cái cách nho nhỏ để khắc phục cái mẹo mà không tương đồng giữa hai cái vùng chuyển Có nghĩa là các bạn sẽ làm cho nó lơi đi Rồi bây giờ sang một cái tính năng khác cũng là cái tính năng fill của nó nữa Nhưng mà ở đây các bạn sẽ phiêu theo cái nội dung mà các bạn yêu cầu cho nó Mình lấy ví dụ như là bây giờ cái trái khớm này nè Bây giờ Đức sẽ thay thế cái trái khớm này thành một cái trái khác Hoặc là một cái chậu cây hay gì đó ha Hoặc là một cái đối tượng nào khác ha thì đầu tiên Đức cũng sẽ mở panel lên ha rồi các bạn sẽ trở lại cái phần tool nè. Thì uh, khi mà chọn vào cái phần fill á thì lúc này á các bạn sẽ chuyển về cái chế độ mặc định nó ha, entire selection ha. Lần này các bạn không chọn fill vào cái vùng không có điểm ảnh nha. Lúc nãy là các bạn mở rộng nên các bạn cần phải chọn fill vào những cái vùng không có điểm ảnh, còn cái này là các bạn sẽ fill vào cái hình ảnh của các bạn. Thì với cái plugin này nó khác với Photoshop AI Đó là đối với Photoshop AI thì các bạn có thể tạo vùng chọn bằng Lasso Tool Mình lấy ví dụ như thế này ha Còn đối với kia này nó chỉ hoạt động ở một cái vùng chọn có thông số cố định Có nghĩa là các bạn phải cho nó biết là ở cái chiều ngang là bao nhiêu Cái chiều cao của nó là bao nhiêu ha Thì nó mới fill được Còn nếu mà các bạn chọn Lasso Tool thì nó sẽ không hoạt động được ha Rồi mình lấy ví dụ như là cái trái thơm này ha Rồi bây giờ mình sẽ chọn vào cái trái thơm này ha rồi mình mở panel ra Bây giờ mình nhập yêu cầu Rồi bây giờ mình muốn thay thế cái trái thơm này Là một cái chú chó đi ha Thôi một chậu cây đi ha Mình thấy cái chậu cây hợp hơn trong cái Bối cảnh này Giờ mình sẽ gõ cái chậu cây vào Flower pot Không biết đúng không <laughs> Rồi chọn generate ha Rồi thì đây là năm cái option nó đưa ra cho các bạn ha thì mình có thể add on hết còn trên D để bỏ vùng chọn ha các bạn thấy cái option đầu tiên là cái vùng chuyển tiếp đây nó cũng không được ok lắm và cái phần tay nó cũng giống như là photoshop ha mình thấy như cái phần tay chân á không riêng gì cái lucky này đâu ngay cả ở photoshop á cái độ chính xác nó không có cao ha cái option thứ hai nè <laughs> không ổn ha thứ ba Cái hạn chế của cái lắc kia này theo như mình thấy là cái vùng tạo ra nó chưa có cái độ chuyển giao Nó còn khá là rắc nên đây nếu mà cần thì các bạn sẽ add một cái layer mask vào để các bạn sẽ chỉnh lại ha Ở đây các bạn có thể add layer mask nè Rồi mình dùng brush màu đen ha Để opacity khoảng 50 đến 60 gì đó thôi thấp thấp thôi chọn vào cái layer mask đó nè bôi vào xóa cái vùng này đi cái này là chữa cháy thôi nha nếu mà có điều kiện thì mình nghĩ là photoshop ai vẫn là một cái lựa chọn ưu việt hơn cái ngón tay này nó <laughs> rất là buồn cười cái ngón tay này theo như mình thấy nó khá là xấu ha tạm thời mình đóng lại đi mình không chọn cái này bây giờ mình chọn lại ha mình quét luôn tới cái bàn tay của cái anh này luôn Đứt quét sâu xuống cho lấn vào luôn các bạn tay ha. Rồi chọn generate. Chọn add on ha. Cái này có một cái tiện hơn Photoshop đó là nó add luôn cái folder option của nó vào luôn ha. Còn trên D để bỏ vùng chọn ha. Rồi mình xem lại những cái option nó tạo ra. Quá xấu. Cái cánh tay nó tạo ra vẫn là một cái gì đó rất là huyền bí. Theo như mình thấy là cái này là tạm được nè. Nếu mà nhìn ở một cái không gian xa thì tạm chấp nhận được cái option này. Còn cái này thì quá ảo diệu luôn rồi. Rồi cái này thì như là ác quỷ luôn. Có bốn ngón à? thì theo như mình thấy cái này là tạm đi. Tạm chấp nhận được cái này ha. cần chỉnh lại cái vùng chuyển nó ở đây một tí xíu bằng cách là s layer mask vào ở đây các bạn có thể s một cái layer mask ha dùng brush màu đen nè tô vào thì như Đức đã nói thì đây là một cái phiên bản thử nghiệm mà và nó hoàn toàn miễn phí nên những cái gì nó tạo ra thì ở trong cái mức mà có thể là tạm tạm chấp nhận được thôi ha thì yêu cầu các bạn cần phải hậu kỳ là một tí xíu chứ không uh, giống được như là cái phần tính năng trong Photoshop AI thì ở đây để hậu kỳ là có thể là làm lơ cái background này đi nè như lúc nãy ha chọn cơm vào Stomach Object luôn rồi chọn Neural Filter ha bật tính năng Deep Blur lên lơ quá rồi giảm nó đi ha có thể cân chỉnh lại những cái thông số dưới này ha rồi tạm thời như thế này ha. Click OK. Có thể vào Camera Raw để cân chỉnh nó lại. Chọn vào Detail nè. Tăng sắp bền lên nè ha. khử no một tí xíu. Mở cột Basic ra. Cái này các bạn cân chỉnh theo cái cảm nhận của bạn thôi ha. Hoặc là các bạn có thể dùng Reset cũng được. Click OK ha. Khá là ổn. Ở đây các bạn có thể so sánh là Before và After ha trước nè sau nè nếu mà bỏ qua cái phần tay của anh năm người mẫu này á thì theo như mình thấy thì khá ổn ha cảm ơn các bạn đã theo dõi video này hẹn gặp lại các bạn những tính năng khác trong cái lắc kinh lắc đà dễ thương palaker này ha